có những chuyện đó xảy ra hay không? Em xin khẳng định hoàn toàn không. Em chắc chắn đó là anh ghét. Em không hề tạo scandal, nó cũng trở thành cái scandal của em. Em ơi, em mới có 21 tuổi, người ta đang ám ghét cho em là đang là người thứ ba. Xin lỗi nhưng mà phải nói thẳng chuyện này, không có lửa sao lại có khói? Không ạ. Có những người không thích mình thì ngay đến cả việc mình thở thôi thì người ta cũng ghét. Khoan đã, bây giờ chị muốn hỏi một câu, em không trả lời cũng được. Em có phải là một người thực dụng trong tình yêu hay không? Những cái câu chuyện trên mạng xã hội của em thì em đã đón nhận được rất nhiều những cái ý kiến trái chiều về xung quanh cái cuộc sống đời tư của em. Khi có một lần nó xuất hiện trên một bài báo và mọi người đặt ra một dấu chấm hỏi, em cũng không hiểu lý do tại sao nó lại trở thành một cái tiêu điểm để mọi người chú ý. Anh muốn có một lời khẳng định, xác nhận từ em có những chuyện đó xảy ra hay không? Em xin khẳng định hoàn toàn không, hoàn toàn không. Bởi vì bản thân em là người đã nhìn và suy xét tất cả cái hình ảnh trên mạng xã hội thì hoàn toàn đó không phải là em, và em cũng chắc chắn là chưa bao giờ có thể xảy ra những cái vấn đề đó trong cuộc sống của em. Em chắc chắn đó là ảnh ghép. Em có những gì mà em muốn biện minh hoặc là em muốn đưa ra những cái dẫn chứng rằng là em không có những chuyện đó xảy ra? Có một cái mà mọi người sẽ hiểu, đó là khi mà có những người không thích mình thì ngay đến cả việc mình thở thôi thì người ta cũng ghét. Mọi người không hề quen biết em, nhưng mọi người cứ nghe câu chuyện trên mạng xã hội, mọi người mặc nhiên đó chính là sự thật. Và khi mà làn sóng ấy nó lớn lên thì tự nhiên nó trở thành một cái gọi là em không hề tạo scandal, nó cũng trở thành cái scandal của em, thì đó cũng phải là lỗi của em. Em có nói đến một cái group đó, một cái nhóm đó, và em có biết chính xác những cái người mà tạo ra những cái tin đồn đó và tạo ra cái group đó hay không? Em không hề biết và bản thân em cũng không muốn quan tâm về vấn đề đó. Em ơi, em mới có 21 tuổi, người ta đang ám ghét cho em là đang là người thứ ba trong một cuộc hôn nhân. Thì không có lửa sao lại có khói? Tại sao người ta không gán ghép với em tỷ thứ khác, người ta lại cứ đi quay quanh những cái chuyện đó và nói quá nhiều? Chị nghĩ rằng là với một cô gái 21 tuổi mà khi bị xúc phạm về danh dự, nhân phẩm như vậy, nhưng em lại không có một chút cảm xúc gì nhiều với chuyện đấy thì chị hơi bất ngờ. Không ạ. Em xin phép chị là em đã từng lên tiếng và phản bác lại những cái ý kiến đó qua một người luật sư của em. Và cảm xúc của em lúc đó khi mà lần đầu tiên em chứng kiến và đối diện với những câu chuyện đó, em dùng hết tất cả những cái bản lĩnh của mình để em thuê luật sư. Cái thời điểm đó thì em đã làm việc xong và các trang báo đưa tin đều phải xin lỗi em và đính chính về việc đó và đều gỡ bài hết. Thì thứ nhất, em cần hình ảnh chính xác, xác thực và một người trong cuộc, ví dụ như là người vợ của người đó đi, lên tiếng, thì nó sẽ là một cái bằng chứng xác thực cho em là em đang chính xác là trong là một người thứ ba. Nhưng mà hoàn toàn không, đây tất cả là những lời bóng gió của tất cả mọi người, những cái người mà ghét em bởi vì người ta nhìn hình ảnh của em và so sánh với xuất thân của em, người ta nghĩ là hình ảnh của em hiện tại đang không xứng đáng. Nhưng mọi người không biết cái hình ảnh của em đằng sau đó mình đã phải nỗ lực như thế nào để mình xây dựng. Khi mà mình đi chụp ảnh cho các nhãn hàng ở tất cả các khách sạn thì mình đã nhân cái cơ hội để làm việc đó, mình chụp ảnh, mình làm branding để có thể build up được hình ảnh của mình lên. Ok, nếu như bây giờ trong trường hợp em vào với chương trình xong rồi tự nhiên lại có một chị nào đó lên tiếng, thì bây giờ anh phải có cái lý do gì đó để có thể cho mọi người thấy rằng là hiện tại anh đưa ra cái niềm tin đấy nó phải có cái lý do xác thực chứ. Rõ ràng từ một cô gái, ví dụ như một cô gái nông thôn bình thường đi, đúng không? Sau 1, 2, 3 năm xong em thay đổi cách ngoạn mục, em xinh đẹp hơn rất nhiều, em múa hát rất là nhiều, em lại ăn mặc toàn đồ đẹp. Và trong khi đó công việc của em đi làm, người ta không rõ ràng là em đã phải hy sinh cái gì. Làm sao mà họ có thể hiểu được? Nếu bạn đang loay hoay với việc định hình phong cách cá nhân, hãy đến với Image Coach. Chúng tôi sẽ giúp bạn thay đổi hình ảnh để tự tin và thành công hơn. Đăng ký ngay hôm nay, hotline 0988515858, email contact@imagecoach.vn, facebook.com/imagecoach.vn.